Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại Big Anh Hell với VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một video của Demon Slayer. Phiên bản đang có event ngon 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 ha. Ok, không biết anh em chơi server nào nhưng mà cái server của em chơi là hôm nay có xe có event hero mới. Tiện tay thì lên hú hí anh em, là coi anh em nào có chơi thì vào trải nghiệm nhanh tay nhanh chân mà lụm quà ngon ha. Ok thôi để cái này ok, rồi xong rồi không rồi. Đây, con hero mới, con thủy trụ gì đấy. Ok. Nào, anh thủy trụ phiên bản UR nha các bạn ơi. Nào, khoan để mở cái Google dịch lên cái. À, mở cái Google dịch lên coi con UR mới à, đâu rồi? Ôi con này à, con này hôm bữa à, con này cũng hôm bữa luôn, mới từng rồi từng trước gì đó. Đây à, thủy trụ đúng không à, phiên bản mà có cái vết sẹo đúng không, vệt son môi trên áo em. Rồi đây hình như là con chưa có mới ra hôm qua các bạn ơi. Đây đây đây, đúng rồi, thủy trụ ha. Phiên bản mà có vết sẹo trên không phải cái gì, có cái dấu ấn gì đó trên trên mặt, đã hiện cái dấu ấn rồi ha. Này cưỡi nước tạo thành dòng nước xoáy tung ra đòn tấn công nhiều giai đoạn à, như thủy triều tiến về phía trước gây sát thương 3 lần à, gấp 3 lần tương đương 140% sức tấn công của tay lên tất cả đơn vị địch hàng trước, đồng thời cộng thêm cắt đứt à, cắt đứt là nằm ở đâu đây à, cực đắc ở lộn cắt đứt ở lộn à, cắt đứt. Ok, vết thương chóng mặt của đem có à, dấu hiệu kết thúc à, chắc cái này quá. Điềm báo à, phần hưởng hồi máu giảm 20% khi hết thời gian hoặc bị xóa, một dòng điện ngầm được kích hoạt khiến và kẻ địch gây sát thương thực tương đương với 200 mấy gì nè cho tất cả đơn vị hàng trước nó dấu ấn kéo dài 2 vòng à, có nghĩa là khi hết thời gian hoặc bị loại bỏ là nó sẽ tăng sát thương lên và kẻ địch sẽ bị sát thương đó. Mình hiểu nôm na là vậy đi. Đây. Và một đơn vị ngẫu nhiên à, trong số họ, nếu có một đơn vị kẻ địch mang cô lập, còn cô lập nữa hả? À, trong mục tiêu kỹ năng này sẽ gây chón cho nó và thêm một lớp tăng nặng vết thương cho nó à, nè vết thương nặng hơn nè, sát thương nhận vào tăng 10%, có thể cộng dồn tối đa 10 lần. Đục 10 lần mà 10% là 100 lần ảo ma Canada thì chứ. Ở trạng thái thức tỉnh nước, kỹ năng này sẽ kích hoạt dòng nước tạm thời trở lại, là chắc cái này quá, dấu hiệu sấy nước nè, gây sát thương gấp 3 lần tương đương 100% sức tấn công lên đơn vị địch có số lượng HP lớn nhất hả? À, và him vô chết gì nè à, vào tất cả mục tiêu, dấu hiệu chuyển động. Chưa hiểu cái này lắm. Dấu ấn điềm báo phần hưởng sát thương à, giảm đi 10% khi thời gian kết thúc hoặc bị là bỏ dòng điện ngầm, tăng sức hơn cho anh hùng người tình nguyện kẻ hầu gây thiệt hại đáng kể cho người đeo, là có nghĩa là cũng giống như cái hằng lợi trên luôn, dấu hiệu nước gì đấy. Ok, nhưng mà sát thương của mình là sẽ bị giảm đi hoặc là của nó, nói chung là một giờ là mình giảm hay là nó giảm. Ừ vậy đi. Kỹ năng thứ ba nè, đây có lòng kỹ năng thứ hai chứ. À, HP đồ hả? À, tấn công 40%, HP 40%, ủa là 30, ba tốc độ 30, đòn tấn công của sẽ phục hồi HP của chính anh ta bằng 10% HP bị mất.
À, cộng với sức tấn công à, à, và tăng phần trăm của tấn công rồi nữa. Ồ à. Ồ, vậy là tính ra con này để trước cho nó hồi máu ok đấy chứ. Và nhận được một lớp gì nè, Derrick Dre gì đây nè. Khi anh ta ở trạng thái này bị tấn công, nếu anh ta mang hơi hở tứ xuyên hả? Why? Nó sẽ tiêu tốn một lớp ba hơi hở để chặn sát thương bằng 109% lượng máu đã mất. 100% sức tấn công của anh ta. Uầy, vậy con này là để trước cho nó đỡ đòn ngon mà. Đòn tấn công thông thường sẽ tiêu hao tốn tất cả luôn hả? Để tạo ra một đòn tấn công vào mục tiêu có giá trị máu hiện tại. Nói chung là nó chưa hiểu lắm gì. Thôi nhức đầu quá, hơi nghỉ đi ha. Nè, nói chung là đang có event con thủy trụ mà phiên bản thức tỉnh. À, ok ok. Quay quay lại dưới event đi, chứ cái đó nhức đầu lắm. Đây. Event như mấy con kia ha. Nhưng mà đặc biệt là event này thì chúng ta tham gia là 8 ngày hay 7 ngày quên rồi ta. Là chúng ta sẽ nhận 8 ngày, chúng ta sẽ nhận được 100 mảnh. Tương đương với một con hero nhé. Không ít đâu, không ít đâu. Tương đương với một con hero đấy à. Ok, 8 ngày lượm được một con free. Mà event là tới 14 ngày lận. Hiện tại là mới ngày thứ 2 thôi. Nó là anh em heo tranh thủ up luôn ngày hôm nay luôn quá. Anh em vô điểm danh đồ này nọ sơ sơ rồi lượm được con rồi chơi cho vui đồ trải nghiệm đồ ha. Ok. Rồi, đây vô mình trải nghiệm con đó luôn. Như là đây, trải nghiệm được. Đâu rồi, muốn cho nó đánh một mình không? Tao nghĩ là cho nó lên đây đi. Ok. Mình nó chắc qua á. Đó, ui. Nè, để lại dấu ấn nè. Ây da, ây da, ây da. Rồi, tê rồi. Ây da. Nổ liền. Hồi máu nha. Có một lớp hồi máu nha. Ui, nhưng mà con này chắc để tăng để không nổi quá. Hãy xong rồi. Rồi, nó sống qua được cái chặng này không? Rồi, xong rồi. Wow. Ui, tính ra nó ngon hay không anh em? Để cho hai con tăng luôn đi. Đi chị Bình hay là đi ai đây? Đi con này đi. Cho hai con nó tăng luôn coi. Con nó sống nổi qua con chăn không chứ? Cho ta thấy nó yếu yếu sao đó ta. Thả nó phải đi chung với một cái team nhỉ. Ok. À, chia cái sát thương ra là ngon liền. Ê, được đấy chứ. Uầy, chia nhỏ sát thương ra. Ngon. Hợp lý. Không bị gì đâu. Em nó còn sống nhăn lắm. Sống nhăn găng luôn. À, giờ mới tới tool 3 nè. Đây tới tuần 4 rồi. Ê
nó không hồi máu được cho ai hết nha các bạn ơi. Để coi còn một mình nó thì chắc nó đi sớm quá. Thôi xong rồi, có mình nó là chắc nó không ăn nổi rồi. Không, cũng không nổi luôn. Nè, nó được thêm một lớp dòng gì nè. Ủa, mà cái dòng điện của con này là của nó tạo ra luôn đúng không ta? Ok, ok. Đây, rồi, video thông báo anh em là có hero mới ha. Đấy, bài event điểm danh nhận hero mới ha. Hôm nào thì sẽ dịch cho ngon lành và lên làm cái video về em đó sau nha các bạn ơi. Đấy, đấy. Nó hàng trước mà. Và nó không có búp máu được cho thằng nào hết á. Đấy, đấy. À nè, nó ra một lớp điện nè. À. Vậy là thằng này phải đi sát thương cho nó lớn vô, với lại máu cho nhiều vào. Ok, ok. Rồi, rồi, chắc anh em nào có chơi thì rinh em nó về trải nghiệm ha. Link thì Hell sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Ok, ok. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.